càng chai càng chặt đất và cây càng cối, dẫn đến cái hiện tượng nó còn nhẹ nhẹ dễ không thể hút được và dễ dần dần không phát triển được, dẫn đến cái bám. Cái là cái này thực trạng là xảy ra. Thế thì cái chương trình của tôi muốn là cùng với công ty vô kia triển khai các chương trình sản xuất hữu cơ và cũng các công ty làm cái mô hình hữu cơ trên cái vùng núi này để xây dựng thương hiệu cho bà con. Thế thì các cái vùng nào nó phải tương đối tập trung và tâm thành bà con tốt thì người tìm được bà con làm theo đó thì là nên làm theo cái hình này. Cho cái vùng đất các bác như là bây giờ nhá, như ngay Hồng Giang làm đi đầu tiên trong cánh đồng tất cả các làng Hồng Giang thì tạm làm mang hết rồi. Tân quay bây giờ đến đấy thì là rất khó, cho nên là bây giờ để tâm canh bền vững các bác phải nghĩ là thứ nhất các cái pháp canh tác chúng ta đi theo hướng hữu cơ. Ở đây các vườn các bác thấy nhà nào canh tác chúng ta để bỏ lên cứ tốt là tốt, không lại cùng máy cắt sau dần dần tạo một lớp hữu cơ nhưng mà không nên dùng thuốc quả thuốc quả nó phun nó chết nhanh, nó giảm công thật nhưng mà nó tác động với cái hệ cái mặt đất, cái hệ sinh vật ở đất là dễ đẻ, cho nên là cây nó sẽ dần dần bị ảnh hưởng ngay. Nhưng mà xem các vườn ấy, các vườn mà canh tác hữu cơ mà thực hiện quả tốt các bác sẽ tốt để các bác cắt điều kiện một lần xong nó chết xuống nó bục ra thì nước mùi rất tốt. Thế nên cái thực tế mà chúng ta không tốn thêm một tí phân vào đấy không sao cả, cái quả lớn lên xuống cũng sẽ lại cắt nó lại trở lại cái phân, nó tạo cho hệ sinh vật ở vùng đất đấy nó phát triển mạnh mẽ và kích thích cho cây nó phân bón này nó phân hủy các chất hữu cơ như các cái phân hóa học chúng ta bón trước đây nó không ấy được, không phân giải được cái cây nó hút được. Thế thì trong cái cách tác đấy là để đưa ra thì trong nội dung này là mời quá thôi gặp mặt đều là nhà cao giờ mình cũng có kinh nghiệm làm rồi, xong đến đây thăm tiếp của các bác đây cũng là có kinh nghiệm tương đối, các anh thường biết nhà vườn ở bên kia cái vườn là xẻ đúng không, cũng là tốt nhà cái này ở trong đấy cũng mấy năm trước cũng bộn tiền ấy. Nhưng bây giờ cũng thấy hơi có ai quá thế thì chúng ta đều trải qua những năm đầu mà làm lớp ba những bảy năm là đều tương đối đẹp rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại nó đang đấy là do cái việc đấy ta sử dụng rồi nó phải bị chai hóa là đấy là do nguyên nhân là mình canh tác từ đầu ấy là mình không đi theo hữu cơ, cho nên là đến năm thứ hai năm thứ hai năm thứ ba thứ tư này là rất khó. Các bác này trên ba mươi con của anh em đây giá nó bây giờ ra sản phẩm Sumago này thì anh em tôi cây cam đừng nó chết anh em tôi. Cô nói với chú đấy, cây như cây cam của anh hướng với chú tuổi đôi mươi tháng tám cây quay của anh thì mà là cây cam sẽ hồi là để anh bàn bảo với anh mình được mà anh ăn xong anh nghỉ rồi nghĩa là cây quay không phải cứ mà làm đi, còn cây làm như vậy thì mình đã khẳng định cây này là phải có tưới cũng khỏe được, đúng rồi không xanh nữa không có ăn được. Rồi em xin một ý kiến về cái thuốc Sumago này, ví dụ như mình tưới phân cái thuốc phân bỏ phân một năm, ví dụ như tưới cây ăn quả là bao nhiêu lần thì một lần đủ hàm lượng, ví dụ cây mình trong cây là một năm mình nên tưới bao nhiêu lần và tưới vào cái thời điểm nào là nó hợp lý so với cây trong và cây ăn quả, cây thô quả. Câu hỏi thứ hai, câu này thì xin mời giáo sư để có thể chia sẻ. Thế đây chắc là một số các nhà khoa học các bác phải học từ cái này. Mời bác là cái thực tế của bác trước, sau em sẽ bổ sung cho anh. Chúng tôi chuẩn bị ra lồng cái tưới một phát riêng cây xong răng với lá đấy thưa các vị đấy. Thế còn cây bắt quả thì nói các vị này trước khi phải không, trước khi các bắt quả thì các phải khoanh đúng không, khoanh để ủ hoa xong sau khi đẩy đậu quả rồi các khoanh xong rồi đậu rồi thì cái thời điểm đầu thì là khoanh một tháng, nếu mà anh tưới hai lần là tốt đấy. Đấy là cái thời điểm đầu nhé, giai đoạn đầu nhé, là lúc bây giờ mình cần để dưỡng cho cái phục hồi bộ rễ để cho nó phát triển, để cho nó giữ tăng bằng cho cái quả đấy, là cái vấn đề cực kỳ quan trọng đấy. Sau đậu quả xong nhé, đấy là cái thời điểm rất là quan trọng, nó rất là nhạy cảm
nếu mà anh không bồi dưỡng đúng thời điểm đúng lúc là công dụng, nếu mà anh mà đang giai đoạn mà khoanh xít nước để bắt quả mà anh lại tưới nó vào là cũng không được, nó cũng hỏng, nó đẩy mạnh quá nên nó đẩy đi. Thế cho nên là giữa cái chỗ đấy là phải hết bó là nhạy cảm mà hết sức là cẩn thận cái giai đoạn đấy, cứ nói không phải đơn giản thực sự đấy, chứ không phải là tôi cũng có sumo go, tôi cũng thấy cây vàng tôi nhìn tôi thương mà, nhưng mà đang ở cái giai đoạn bắt quả xiết nước thì là anh không được phép tưới, tưới là nó không đấy. Thế còn thì là sau đó là anh cứ ngồi cây thì cây nó đã giữ thăng bằng rồi thì mình có thể tưới cưa đi một chút, cần thiết phải là cứ một tháng anh đổ cho hai lần, sau đó anh đã làm nó đã xanh tươi rồi, nó lá nó đẹp rồi, bộ lá thuần thục rồi, ngon lành rồi thì mình cứ gọi là thế định kỳ là cứ nửa tháng hoặc 20 hôm hoặc một tháng là mình lại tưới cho một lần. Thế thì cây này nó không cần thiết phải là bài bản lắm đâu, làm sao mình làm đúng lúc, làm đúng thời điểm, đấy mới là quan trọng. Cho em hỏi bác đấy. Của nhà cái cây bưởi ghép của nhà bác, cái ghép cam hay là cái gốc bưởi của nhà bác ngày xưa, cái cây bác chiết cái cành bưởi hay là trồng cái cây bưởi có ăn? Ở đây thì nhà tôi thì cành chiết có, cành ghép có, nói chung là hai loại, nhưng hai loại này nó cũng như nhau. Thế này là anh em hỏi là cái cây của mình ấy, cái gốc là cái gốc, nghĩa là cái gốc của mình là cái gốc mình mua ở chỉ, cây chỉ ở chợ, hay là cái cây mình đang chiết ở trên cành xuống? Ở đây thì hai loại mà. Nói chung là nó cũng lồng phòng cái chết có cái cành chết có cành chết cành chết cành bỏ và cành ghép có. Ông chú tôi trả lời ông như này là ví thương anh như này này, cái cây bưởi thì nó phân ra làm ba loại đấy, một loại là người ta dòng cái hạt, người ta hạt xong rồi ta lên người ta ghép mắt con cây bưởi và người ta bán cho mình mang vào trồng đấy, hiện nay là vườn nhà tôi đang có hai, nữa là anh em mình chết trực tiếp ở cái cây bưởi già ra mình trồng xuống đấy. Ba nữa là mình chiết ở cây mô lô, cành mô lô là không phải chiết mà người ta cắt có một cái đoạn đấy, xong rồi rút thuốc là nó có ba cái dần đấy là dần nhá. Thế ra thì là cái đối với anh em mình là chỉ mà sử dụng được hai loại, một loại mình bỏ đấy mình dùng được. Thế còn về nói là cái cách thức chăm sóc mà để cho cây bưởi nó xanh tốt như này thì chú cứ yên tâm rằng là không quan trọng thì là cái cây em chưa cây chiết hoặc là cái cây mua chợ này trước đấy, cái vấn đề nó làm ở chỗ này là do mình chăm sóc cứ để mà làm những cây bưởi xanh tốt như thế này thì như anh Cường của anh mà phó công an đấy, ví dụ như thế đây chú đã chia sẻ rồi đấy, thì là cách đây bảy năm trước còn là chú là cũng có phó công an đẹp đúng không, nhưng hiện nay bây giờ theo trong cái hơi sẽ lại vượt ra với cái tình trạng này trong khi rất nhiều thứ biết rồi, giảm như thế khu bây giờ em được rồi vì công an tỉnh Quảng Giang rồi cây cam này đâu đấy, phải nói thật nhau là như thế. Thế còn để mà chuyển hóa từ vâng, cây cam vào cây bưởi diễn này thì cũng rất nhiều người chuyển. Em về. Thế nhưng mà để em cái cây như thế này theo anh nghĩ thì là cũng em về. Thôi. 7 tháng này. Anh em và bà con mình phải chia sẻ nhau là như thế. Thế còn về nói về cái sumago này, về nói về con sumago này thì như vừa hai chúng ta chia sẻ rồi thì mình nói thật nhẽ hơn là như thế này. Một cái chai thuốc này bây giờ người ta quy định cho mình sử dụng. Thế mình mang về sử dụng cũng như là mình tất cả mình chế những món ăn thôi. Có nghĩa là người ăn mặc, người ăn nhạc, cái cây của mình nó vậy. Yeah. Ví dụ như cây của mình, cho số, mình cho số khác đấy. Như cây yếu, lập tức anh cứ nhờ vào cây ngay. Cái này mình không phải là người sản xuất ra đó, mà mình trực tiếp để người mình sử dụng nó. Thế cho nên mình phải tính. Ví dụ như cây của nhà tôi là đang vàng chẳng hạn nhé, thì tôi không bao giờ tôi dám tưới như của nhà chú, cây đang xanh. Bởi cây này là nó xanh, một cây nó khỏe. Ông kể cả tưới một chai, ông cứ cảm gốc cũng chết rồi. Nhưng mà cái của nhà tôi mà nó vàng chứ ông chỉ tưới nặng cái là nhiều nhiều này càng nhiều phân đấy. Xong bà con nhà mình đây là tôi chỉ trả lời bà con nhà mình trong cái tình trạng đây là cái càng chết liên tục mà chết hàng loạt mà chết không biết nguyên nhân. Nhà con như thế này cứ lấy vàng là mang tôi nặng rắc lại vàng tiếp. Cứ như vàng làm nhiều. Bây giờ hỏi cùng nhau đây, hỏi làm vàng mà nó rắc rồi. Đương nhiên là vàng mà rắc. Chứ chẳng có ông nào bỏ được cái cam của ông vàng mà rắc. Cây mà đã vàng rồi thì cái cam của nó là có ba củ rễ. Cái thứ nhất là rễ cọc, cái thứ hai là nước, thứ ba là rễ tôm ở trên. Khi cái cam của anh vàng rồi, anh chín chắc cái bộ rễ tôm ở trên chúng ta cũng nó đã đen xỉn rồi. Đấy. Khi mình tưới được cái sumago nhạt nhạt vào ấy, trong vòng quá trình trong một tuần, hai tuần, ba tuần thì ở những cái cách của nó sẽ mọc ra những cái rễ mới. Nó bọc ra những rễ mới thì những cái rễ đấy thì nó sẽ làm cho cây mình sẽ xanh dần, nó xanh dần lên. Thế nhưng mà mình không biết thì mình sẽ đắp
phân ví dụ như đầu trâu này, viện nhật này, vân vân như mây mưa mưa đấy, đa bản thì ngay lập tức kém thời người như này thì kính thưa các bác là chết không có nữa, phải nói thẳng nhau, tất cả cả tưới, tức là chung vào câu lại vậy. Đặc biệt như là cái tháng này này, nhưng thời tiết như bây giờ thì kiểu đổi người, cây thì đang thiếu oxy, tưới vào là chết. Mà bây giờ trong một trong các anh em tôi chưa đến vườn của các anh nhưng mà tôi khẳng định là vườn các anh vàng rất nhiều. Tôi nói thật đấy, không mua đâu. Tôi đi rất nhiều vàng rất nhiều mà trong khi đó là cảnh đơ, cảnh chết ở trong cây là bây giờ rất nhiều không làm được. Đấy, cây thì trúng nước. Mà trong khi đó là làm mà không theo cái cách quy trình hữu cơ gì đấy. Thế là làm thì cái này, đấy ví dụ như các bác chia sẻ đấy, các bác làm mô hình trên đấy thì anh em con chúng em ở dưới này cũng mong muốn làm sao mà sau buổi giao lưu này cũng mong các bác là thôi về dưới này mở rộng mô hình. Cái nhất là hướng dẫn bà con nói chung và anh em ở dưới này nói riêng là mô hình đặc biệt là làm cách để tiến tới mình làm theo cái phương án là cái phương pháp hữu cơ. Bởi vì cháu cũng làm năm nào, năm thứ sáu năm. Năm nay là 6 năm, không biết vậy. Mà cho bác thì nói thật như vậy thì báo cáo với các anh như chị đây là không được. Nói chung là bác cao hơn nữa. Cam ví dụ như thị trường người ta ra tầm khoảng độ 30-35 thì là cam của anh em chúng cháu ở đây ra là tầm khoảng 47-50. Thật chất lượng thì bỏ. Mà ngay thực tế như năm ngoái thì bác sáng bán ở bên này là 50 nhưng mà giá 50 thì bán tới em ghét đấy. Cái này không nhìn quá, mình biết. Chúng ta thì không được. Mình cũng như mình kết hợp làm sao nó phải đúng, nó phải đủ chứ đừng lãng phí quá. Bây giờ mình xách một cái đai phân về, ví dụ như chú bảo em đưa bác chai phân về, bác cứ thế này bác tưới. Nhưng mà thực tế bác cũng tưới kiểu gì đâu. Mang về trong khi một chai phân nữa, tưới cả vườn cho bác làm hai cây hết xong. Ngoài theo tiền bác sẽ tập các cũng làm chuẩn. Để như bọn em tưới xung quanh câu bọn em cẩn thận. Nhưng mà nếu để mà tưới xung quanh câu chỉ xanh như này. Từng thùng nước còn phải tưới, đừng có chuyện dẫn vòi. Mà nó đang phát triển mạnh cái này nhá. Như cây của bạn đang phát triển quả như mạnh thì ta hạn chế ngay. Bởi vì xung quanh câu nó cực kỳ mạnh. Tưới vào là tự quả to ngay, phát triển uống quả to là tự bán được. Đấy, câu chuyện. Thế còn cái này mà nếu như chúng ta ở đây, đây là có các em hôm nay là chúng ta có người có làm cái này nhá. Nếu tôi khuyến cáo các vị là nếu như nhà chúng ta hiện nay chúng tôi đang quan sát vườn chỉ cho các vị biết nếu như chúng ta đang vướng mắc vào cái việc cây vàng, cây dụng nàng đấy dẫn đến quả bị vàng rốn và nói chung là chuẩn bị là cây kiểu như là nó kiệt quệ hoàn đấy thì đây là ta sẽ có cái cách tới để tưới cây thừa sức phục hồi được nó chưa thoải mái đâu nhưng mà để nó giảm nhé đấy. Cái thứ nhất là mình kết hợp vừa tưới vừa phun nó thành được. Chứ còn bây giờ mà anh cứ bảo là tới đây ta về ta cứ bảo không phải ra chợ mua làm bao đồ chơi chắc là cái đấy tự làm hỏng được cam mình không có cây đâu. Thế còn nếu mà để mà làm được nó sai quả cây xanh tốt như thế này thì nói thật báo cáo cái này thì các lãnh đạo các bà con anh em cũng như này thì không phải là độc cái chai không có làm được đấy. Chúng ta còn phải học hỏi, chúng ta còn phải mày mò nhiều con mới làm ra được cam trùng cam phục này được sống hiền cảm thấy cũng không phải đơn giản. Thế còn nhìn chung ấy thì thôi là cái thứ nhất là hôm nay cũng phải làm này là trước hết là cũng cảm ơn các lãnh đạo và bà con anh em chúng ta lúc trước đây thăm cái chưa thường là anh em cháu thì giống như này thì cái điều mong muốn nhất của em là muốn giải quả là tới đây làm sao mà cái sản phẩm Sumago này nó thật lòng mà nói nếu như bây giờ mà nói về cá nhân em nhé là em khẳng định một điều thế này nếu như có cái Sumago thì em khẳng định là em làm cái thời gian thì em chắc 10 bữa tiến tới em phá đây vừa rồi toàn bộ thanh hải hết cách hết. Bây giờ đang có tổng thể là cái chân của em. Thế còn nếu như mà bây giờ là rất băn khoăn như đây bởi ông chú vừa nói rồi là nó rất chia là hiệu quả nhưng mà cái giá của nó bây giờ bị cái hàng người ta cũng mong muốn làm sao mà đấy bà con anh em mình cũng đây bây giờ các anh ở bên huyện thì cũng là thôi bà con nói chung là sai công là nó đứng đầu bạn gọi là hỗ trợ cho công an một cái làm giờ rồi cái 4-5 chai thì nó bán ra rồi 4-5 chai nó tiền cái 5-6 lượt thì thế anh tính ra là 30 tiền thế nó không phải là một lần mà xong nghe rồi cứ anh cứ đợi xong là đúng ý của bà con xin ý kiến thì trước khi kỹ thuật chắc hóa học thì cũng hiểu rất nhiều.
nhiều lúc rồi ngành hóa thì chúng tôi chưa làm. Rồi rồi đã rồi chúng tôi làm. Thì theo tôi thì tôi chưa dùng cái Sumago hơn nhiều người người ta bảo là cái tỷ lệ một chai một khối nó pha ra được 10 lít. Đúng rồi. Còn mình dùng nhiều hay nói khối cho mấy lít thì lít là một khối. Khối. Cái tính khối thì nhà bác tưới bể có không? Máy 75 tưới. Nhiều người lại nói như này thì chú với nó của chú phân tích xem có khi này có lúc là phản khoa học, nhưng mà chúng hôm nay hỏi cả bác sáng trả lời mạnh ra anh em học hỏi lẫn nhau, nhưng mà người ta ví dụ mỗi một khối người ta lại cấy thêm khoảng từ 5 cân phân đổ châu hồng nhật của nó, thế nào thì cây nó sẽ bốc ngay hơn. Đấy, thì nhiều người lại dùng cái bài đấy thì sao mình là đưa hai cái thằng này vào nhau nó có bị kháng không? Vâng, cảm ơn bác. Hay là ta thì chúng tôi tổng hợp lại toàn bộ ý kiến của các bác. Chúng tôi thấy là đúng là có đây có ba giáo sư. Giáo sư đang nhập vào chúng ta là những người mà như anh đang nhận định, có nghĩa là chúng tôi được đào tạo, được phân tích về mặt khoa học, về mặt sinh học, chúng ta phải học. Cái đường thứ nhất anh có cái từ đó là gì? Trời đang mưa này, cây đành nước thiếu oxy, đưa phân vào đấy. Đúng hôm qua kia tôi nghe. Đúng rồi, người ta phải đi tiền để can thiệp những việc đó. Tức là gì? Và chia sẻ với nhau thế này. Thứ nhất là như các anh đây đều nhận định là phân phù hồn rất tốt. Tốt tại sao không tốt? Thứ nhất là bản thân nó có dinh dưỡng. Đó là đạm, đó là lân, đó là kali. Là các nguyên tố hóa học nhưng ở dạng hữu cơ. Được chưa? Nó được sản xuất hữu cơ. Đấy là các nguyên tố cung cấp vào. Nên anh thấy là tại sao mà cái cây bơm như chúng ta tưới vào chúng ta vào phát triển rộng rồi quả nó bóng lên, đó là do dinh dưỡng áo ạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tại sao đất nó sốt, đó là do vi sinh vật nó hoạt động được. Thế nên mà nếu là ngược trở lại nhưng mà anh lại dùng hóa học vào nó chết mất vi sinh vật. Anh dùng thuốc sâu, dùng thuốc bệnh, anh phun ở trung bình nó chết mất vi sinh vật, mà đã đất không có vi sinh vật thì chẳng có cây nào sống được cả. Tại sao cái rễ vàng, anh phải hỏi lại, trong quá trình sử dụng hóa học, trong quá trình phun thuốc trừ cỏ, anh làm chết vi sinh vật. Như hôm nay bác sáng bác phải đo độ pH cái nhà anh gì mà chúng ta có cái vàng vàng này có 4 thôi, nhưng mà ra đo ở đây chắc có 7 tại cây nó tốt, vi sinh vật sống được. Đặc biệt của cái nữa đó là gì? Cái mực nước đỏ đè rẻ đất mà thiếu oxy không có cách hình sống được trong đây cả. Mà vì vi sinh vật không sống, vi sinh vật đã không sống thì không phân giải được chất hữu cơ cũng như các nguyên tố khác, làm cho đất bị ngộ độc. Cái rễ của anh một khối bị đen, một phần là thiếu oxy, một phần nữa là anh dùng đầu trâu. Đấy, phần đầu trâu bản thân nó là hóa học, bản thân nó là kali ở trong đó, nó rất mạnh. Bản thân nó là các nguyên tố khác nó vào hút nước đi ra, nó làm cho cổ rễ bị đeo tốt, cây nó vàng. Còn cái anh khoanh cành như là cái anh đang nói là khô hoang, phải không ạ? Chung quy lại trả lời luôn câu của anh đó là gì? Cái nào đó là vi sinh vật. Nếu như anh dùng hóa học vào trộn vào thì lập tức phản tác dụng. Vậy thì ta có giải pháp cách nó ra. Ví dụ anh muốn dùng thêm đầu trâu để cho lá tơi nhanh, lọc nó phát nhanh ở trong những giai đoạn cần thiết thì anh nên cách nó ít nhất được 3 ngày, còn không phải được 5 ngày đối với phân hóa. Và nên thuốc không tên rồi hả? Úp rồi đấy máy. Được chưa? Thế còn đối với cả thuốc trừ cỏ thì đặc biệt phải cạnh nó lại. Thuốc thôi. Thế mà lại bỏ cháy nữa thì 6 tháng sau cũng không làm gì được. Bởi vì bộ rễ đã bị chủ hại cái đất, cái tầng bên cát chết hết vi sinh vật rồi. Mà mục tiêu của chúng ta là ra khuyến khích vi sinh vật phát triển. Tưới Sumogo vào một con nhân hệ số lũy thừa 10, số 0. Có nghĩa là cấp tỷ các bạn. Một nhân thành 1 tỷ. Được chưa? Đấy, một mục tiêu hôm nay tưới Sumogo vào để cho một con vi sinh vật nó thành 1 tỷ con. Đúng rồi. Đấy, sau một thời gian là 10 ngày hay 30 ngày nó là hữu cơ, không phải là tưới hôm nay cũng tốt ngày được, mà nó ít nhất nó phải có 10 ngày là tối thiểu, nên là người ta phải dùng trong cả một quá trình. Đấy, các anh hỏi là tưới mấy lần, tưới như thế nào, câu này tôi muốn trả lời thêm một chút này. Thứ nhất là các anh đều phải quanh phải xiết rồi, mà tôi rất không hài lòng với việc đó là ngày xưa chúng ta đang